câu chuyện hôm nay chẳng có gì đặc biệt ngoài một khu rừng bình thường, nơi mà muôn thú và con người sống rất chan hòa, chẳng làm hại nhau bao giờ. Đùa chút thôi, như các bạn thấy, khu rừng thực ra chẳng bình thường chút nào, và câu chuyện này cũng vậy. Sâu tít trong rừng có một nơi rất đáng sợ được gọi là vùng tối. Bất cứ ai dám bén mảng tới vùng tối đều bị dọa cho khí phía. Người ta thường thấy lấp ló tại đây những sinh vật quái đản vô cùng. Vùng tối xuất hiện ở đây từ lúc nào chẳng ai biết cả, cũng chẳng ai biết trong đó có gì. Khi những người già nhất còn là những đứa trẻ, vùng tối đã tồn tại lâu lắm rồi. Đích sâu trong nơi đáng sợ đó chỉ có một mình Bêu La, một nữ ma cà rồng quái đản, lạnh lùng vô cảm nhưng không kém phần xinh đẹp. Bêu La có trái tim nguội lạnh, cô sống biệt lập, không muốn tiếp xúc với bất cứ sinh vật nào. Chính Bêu La đã tạo ra vùng tối. Cô sử dụng những cạm bẫy phép thuật để xua đuổi các sinh vật biến mãn tới gần. Nghĩa là Bêu La cũng đã sống rất rất lâu rồi, còn lâu hơn cả vùng tối nữa. Ngược lại với Bêu La, nữ thần tình yêu Cupid lại tràn đầy sức sống và cảm xúc. Là vị thần kết đôi, Cupid chắc chắn không thể làm ngơ trước sự vô cảm của Bêu La. Khác với người thường, Cupid có thể vượt qua những cạm bẫy của Bêu La rất dễ dàng. Rất nhiều lần Cupid đích thân vào tận vùng tối, đề nghị giúp đỡ Bêu La chuyện tình cảm. Có lẽ các bạn đều đoán được kết quả phải không? Tất nhiên, cô nàng ma cà rồng của chúng ta từ chối thẳng thừng. Chẳng hiểu nổi tại sao, Bêu La càng từ chối, cô nàng Cupid càng quyết tâm mai mối cho Bêu La bằng được. Cuộc đời cô độc của Bêu La sẽ mãi tiếp diễn như vậy nếu không có ngày định mệnh ấy. Lại là khiêu biết cái thứ phiền phức, không phải ta đã nói hả? Bêu La ngạc nhiên vô cùng, lâu lắm rồi cô mới lại thấy một đứa nhóc con người. Làm thế nào mà? À, ta biết ngay mà. Bêu La đoán không sai, chính khu biết lại bày trò để trêu chọc cô. Em xin chị. Thằng nhóc này là Louis. Mẹ của Louis bị bệnh nặng. Thuốc của loài người không có tác dụng. Nó phải vào tận nơi này để tìm loại thuốc phép kỳ diệu của loài ma cà rồng. Nhưng sao ngươi biết ta? Làm sao ngươi vào được tận đây hả? Là cái chị có căn với cây cung. Chị ấy nói cho em, chỉ đường em vào đây đó. Vậy còn mấy con quỷ? Em cứ chạy qua, chúng không làm gì em. Em sợ lắm. Nhưng mà mẹ... Thì mấy thứ đó chỉ để dọa. Thôi được rồi. Trái tim lạnh lùng của Bêu La cũng phải chịu thua trước nhóc Louis hiếu thảo. Nó rất can đảm khi vượt qua những cạm bẫy của cô. Yeah! Uống cái này là khỏi. Cầm lấy và biến ngay. Cấm nói với ai và đừng bao giờ quay lại. Vâng ạ. Trong khoảnh khắc ngắn thôi, trái tim băng giá của Bêu La dường như được sưởi ấm trở lại. Dớ dẫn. Bêu La chẳng thể ngờ rằng ngay hôm sau, thằng nhóc Louis đã quay lại. Lại là ngươi à, Louis? Thì ra thấy Bêu La sống cô đơn một mình, Louis muốn tặng nàng chú chó con để Bêu La có bầu bạn. Ngươi dám bảo ta? Này, đứng lại đã. Này. Thật là... Kể từ ngày hôm đó, Louis thường xuyên qua lại nhà Bêu La rất 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 nhiều lần. Tới tận lúc mà cậu nhóc Louis trở thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Dần dần, sự kiên trì của Louis khuất phục được Bêu La đã từ lâu. Cô chẳng thèm xua đuổi Louis vì biết kiểu gì anh cũng quay lại. Sâu thẳm trong tim, Bêu La cảm thấy vui mỗi lần gặp Louis. Đó là lý do thực sự để cô chấp nhận kẻ phiền nhiễu này. Lại đến làm gì?
không sợ ta cắn à? Em có, em có chút hoa quả mới hái. Đã bảo không cần rồi. Nhưng mấy quả táo hôm trước. Ta chế độc dược. Ra vậy. À, thực ra hôm nay chẳng khó khăn để Bella cảm thấy có điều gì đó bất thường. Hôm nay làm sao? Rằng tên nhóc Louis dạo gần đây hay để lộ những biểu hiện khá kỳ lạ. Trực giác của Bella, một ma cà rồng quyền năng, tất nhiên chẳng thể sai được. Quả đúng như Bella nghi ngờ, Louis đã nảy sinh tình cảm với cô từ khi nào. Anh quyết định sẽ bày tỏ nỗi lòng, dù chính bản thân Louis cũng biết trước kết quả của mối tình gian trái này, rằng cô nàng ma cà rồng kia sẽ từ chối anh từ lần này qua lần khác. Nhưng dường như anh chàng si tình của chúng ta sẽ quyết tâm theo đuổi Bella tới cùng. Louis ngây thơ, cậu có thể chẳng bao giờ hiểu được tại sao Bella lại liên tục từ chối mình. Nếu không có cái ngày định mệnh ấy, chú chó nhỏ mà Louis tặng Bella giờ đã già, và phép thuật của ma cà rồng dù mạnh mẽ cũng chẳng thể chống lại quy luật thời gian. Có chuyện gì vậy chị Bella? Chàng Louis một lần nữa đến đây để bày tỏ tình cảm với Bella, nhưng rõ ràng hôm nay không phải là ngày mà Louis nên làm điều này. Là cái trò yêu thương dớ dẫn. Tại sao ngươi không hiểu? Đồ con người ngốc nghếch. Rồi ngươi sẽ như thế. Ta sẽ thấy ngươi ra đi chẳng khác gì đó, chẳng khác gì họ. Có lẽ các bạn đều đoán được ngay từ đầu rằng nàng ma cà rồng Bella bất tử. Rất lâu trước đây, chẳng hiểu do phạm phải trọng tội gì mà Bella phải chịu lời nguyền bất tử của thần chết. Nhiều kẻ phàm tục tưởng rằng bất tử là một món quà, nhưng hơn ai hết, Bella hiểu đây là sự bất hạnh vô cùng. Khi cứ lần lượt Bella phải chứng kiến từng người thân ra đi, còn cô cứ mãi trẻ trung như vậy, sự đau khổ biến Bella thành kẻ vô cảm. Bella sợ phải chứng kiến những người thân ra đi, cô tự cô lập chính mình bằng cách tạo ra vùng tối để tránh xa tất cả những sinh vật, tránh xa mọi khổ đau. Nhiều kẻ đã từng gặp Bella hứa hẹn sẽ đánh lừa thần chết lấy đi sự bất tử của cô. Dù căm ghét lời nguyền, nhưng cô luôn từ chối chúng. Bella hiểu rằng việc đưa sự bất tử cho những kẻ kia là quá nguy hiểm, nhưng sâu thẳm trong tim, Bella biết sự bất tử đau khổ đến nhường nào. Cô chẳng muốn ai bị dày dò như mình cả. Sự bất tử, sự khổ đau, đó chính là rào cản khiến Bella nhất quyết cự tuyệt Louis. Giờ ngươi đã hiểu chưa, Louis? Nhưng... Đi ngay! Biến ngay! Nhưng mà... Biến đi ngay! Bella yêu Louis, nhưng cô cố phủ nhận cảm xúc của mình. Cô sợ phải đối mặt với sự thật rằng một ngày cô sẽ phải chứng kiến Louis ra đi, ra về trong tuyệt vọng. Louis giờ đã hiểu tại sao mình không thể đến được với Bella. Đến lúc rồi. Sự bất tử làm Bella rất mạnh. Ta đã đợi thời điểm này. Ngươi hãy quay lại, khiến cô ấy yếu lòng thì ta mới giúp ngươi được. Theo lời Cubis, Louis đã làm trái tim Bella ấm áp trở lại. Louis hơi phân vân, nhưng tình yêu dành cho Bella, anh chấp nhận lời đề nghị của Cubis. Bella à, quay lại đây làm gì? Em muốn xin lỗi. Là do em. Đáng nhẽ em không nên như vậy. Sự bất tử này, ta á. Mũi tên của Cubis đã bắn trúng Bella. Bella làm sao vậy? Cô bảo là gì đó không phải là mũi tên tình yêu. Mũi tên mà Cubis bắn là mũi tên cướp đi sự bất tử. Từ trước tới giờ, Cubis đã luôn thèm khát sự bất tử của Bella.
hiểu rằng Bella sẽ không trao đi sự bất tử, ả đã lợi dụng Louis để khiến Bella yếu lòng. Đó là lý do ả cứ cố chấp giúp Bella nhiều năm trời. Tình yêu với gã con người làm cho ngươi lay động, muốn từ bỏ sự bất tử. Ta chỉ chờ có thế, Bella. Tại sao cơ chứ? Ta chán lắm rồi. Ngày này qua ngày khác, mấy thứ tình yêu dớ dẫn, ta phải làm những điều lớn lao. Sự bất tử này, ta sẽ dùng sức mạnh này để thống trị tất cả. Sự bất tử biến cô biết thành một kẻ đáng sợ. Bella giờ chẳng còn là đối thủ của ả. Ta sẽ cho ngươi tọa nguyện, Bella. Không được, đừng động vào Bella. Bella bất lực nhìn cô biết tấn công Louis. Giờ đây cô chẳng thể bắt đổi dù chỉ một tia phép nhỏ xíu. Không. Sức mạnh tình yêu làm Bella như bình tĩnh. Cô danh trí dùng mũi tên của cô biết để lấy lại sự bất tử. Ngốc nghếch, ta chẳng hiểu nổi mấy thứ tình yêu dớ dẫn. Giờ thì ngươi. Chẳng ai có thể ngờ rằng nữ thần tình yêu cô biết lại bị đánh bại bởi chính sức mạnh tình yêu. Cố lên nào. Sự bất tử. Đừng mà. Em tưởng chỉ khi muốn mới có thể trao đi. Ả có sức mạnh, ả còn yếu. Trời ơi, đừng nói nữa, nếu như không. Mũi tên đó đưa cho em. Em sẽ lấy đi sự bất tử. Chị sẽ không phải đau khổ lần nào nữa. Làm sao ta có thể đưa lời nguyện kinh khủng này cho người, người ta yêu. Cuối cùng thì em biết mà. Chị Bella, đừng chạy trốn. Phải đau khổ mới hiểu được hạnh phúc là gì. Như vậy mới là sống. Chưa bao giờ Bella sống đúng với cảm xúc của mình như lúc này. Cô đã chấp nhận yêu thương và chấp nhận cả sự đau khổ. Tình yêu với Louis đã cảm hóa con tim băng giá của Bella. Cô không còn trốn chạy mà cố gắng sử dụng sức mạnh để giúp đỡ các loài sinh vật. Dù đau khổ chẳng thể vơi mỗi lần chứng kiến sự ra đi. Nhưng hơn bao giờ hết, khi mở lòng với mọi người, Bella đã hiểu hạnh phúc là gì. Cho tới nhiều năm sau, Bella vẫn sử dụng phép thuật của mình để bảo hộ các loài sinh vật. Phép thuật của mình sao vậy? Hồn quái vật làm Bella ngất liệm đi. Và khi mở mắt tỉnh dậy, Bella đã một lần nữa ở dưới địa ngục. Không thể nào, làm sao mà. Mũi tên ảnh hưởng tới người không còn bất tử. Những thứ ngươi làm ta đã thấy. Không còn lời nguyện. Hãy sống, hãy hạnh phúc cho tới lần gặp tiếp theo. Bella tỉnh dậy trong căn phòng lạ lẫm. Cuộc gặp kia chỉ là một cơn ác mộng, có lẽ là không. Đã lâu lắm rồi, phải đến hàng ngàn vạn năm, cô mới cảm thấy hạnh phúc như lúc này. Hơn bất kỳ ai, Bella hiểu rõ trở thành kẻ phàm trần là một đặc ân. Khi mỗi khoảnh khắc cô yêu thương có thể sẽ là khoảnh khắc cuối cùng. Và những điều dấu yêu đó giờ đây trở nên đáng giá hơn hàng triệu lần. Bordeaux là quán rượu nhộn nhịp nhất xứ sở Treasure. Nơi đây tập hợp đủ mọi tầng lớp, từ kỵ sĩ danh giá, quý tộc hoàng gia, dân thường, bợm nhậu, thậm chí là cả những tên trộm khét tiếng nhất trong lịch sử vương quốc này. Lại một ví dụ hoàn hảo. Không có gì mà bọn ta không trộm được trên đời này.
Bốc phét. Vậy ngươi trộm thử viên kim cương đỏ trên cổ công chúa Pandora xem. Tên thủ lĩnh xa sắm nét mặt. Hắn biết ở vương quốc Treasure, Pandora là cái tên gây hoang mang hàng đầu. Nàng là con gái độc nhất của quốc vương, vì thế nên mọi vật báo quý giá nhất trên đời này, miễn là Pandora thích, nàng đều dễ dàng có được. Một công chúa được nuôi chiều cao cao tại thượng như thế, vậy mà đột nhiên biến mất năm 17 tuổi. Đã 3 năm nay, mọi nỗ lực tìm kiếm đều như muối bỏ đại dương. Nhà vua sẵn sàng trả bất kỳ giá nào chỉ để tìm được cô con gái. Khi ngươi đủ khả năng tìm thấy nàng ta rồi, thì không chỉ viên kim cương đỏ bé tí tèo đó đâu. Muốn cả vương quốc này, có khi quốc vương cũng trao cho ngươi luôn ấy chứ. Mà nghe nói chỉ còn duy nhất lâu đài ma ám là chưa có ai dám đến đó tìm hết. Thế nào thủ lĩnh tài ba, bang của ngươi giỏi giang nhất tri xua cơ mà. Hả? Đừng đại ca, tòa lâu đài đó kinh dị lắm. Bất kể ai bước chân vào đó đều mất tích một cách oái oăm. Hay là mình kể cho hắn đắc thắng lần này đi. Sợ rồi. Chà, cũng chỉ là thổ đế mà thôi. Xem ra không ai dám nhận nhiệm vụ này rồi. Tiếc nhỉ. Ta nghe nói trong tòa lâu đài đó, ngoài vàng bạc châu báu chất ngập khắp cả các phòng ra, còn một ma nữ có thể giải đáp mọi thắc mắc trên đời nếu hạ gục được nàng ta nữa. Nếu ta nói ta dám thì sao đi? Nhưng mà ta không biết đường. Chỉ cần đến cửa lâu đài cùng ta, đợi ở đó toàn bộ tài sản sẽ thuộc về người dẫn đường. Thế nào, kèo này ai nhận đi? Hả? Đúng là ngựa non háo đá mà. Thành giao. Đêm nay gặp trước cửa quán rượu này, không gặp không về. Đêm đó theo đúng hẹn, Baron cùng thủ lĩnh trộm lên đường. Mọi hành động của họ dường như đều đã nằm trong dự định. Chàng trai bị gọi là liều lĩnh là Baron, hiệp sĩ săn tiền thưởng xuyên quốc gia. Chàng ta bôn ba khắp các vùng đất để tìm kiếm nhiệm vụ. Từ trước đến giờ, không có thử thách nào Baron không hoàn thành. Đôi khi đối với Baron, độ khó của nhiệm vụ còn hấp dẫn, quan trọng hơn tiền bạc. Và nhiệm vụ tìm kiếm công chúa Pandora lần này là một thử thách vô cùng hấp dẫn, không thể bỏ qua. Trước cả khi ai đó kịp cất lời, thì cánh cửa đột ngột mở ra, rít lên một tiếng kêu đáng sợ. Hả? Xin chào. Điếc tai quá nha. Hét cái gì mà hét. Ta là người. Cô là... Ta cũng đến đây để thám hiểm. Gọi ta là... gì cũng được. Để ta dẫn đường cho các ngươi nha. Được sự chỉ dẫn của cô gái lạ, các đoàn người cùng nhau khám phá lâu đài. Đại ca, ở đâu xuất hiện cô nhỏ kỳ dị nhỉ? Thế mà người ta bảo ở đây chỉ có một ma nữ xấu xí, kinh dị, bay lơ lửng trên không trung chứ. Như thế này hả? Cô gái dẫn đường hiện nguyên hình thành ma nữ bay lên, khiến lũ trộm sợ hãi, ngất xỉu. Trừ Baron, người đã đi qua rất nhiều nơi, gặp nhiều sự kiện kỳ bí là còn trụ được. Trước khi đến thám hiểm tại lâu đài, Baron đã chuẩn bị rất nhiều bùa ngải được sưu tầm từ các quốc gia, vùng đất khác nhau. Anh ta bình tĩnh lấy ra, nhưng tất cả đều không xi nhê gì với ma nữ. Ngươi còn thứ gì độc đáo hơn không? Hay là để ta nhặt giúp ngươi luôn nhé. Nào ngờ chiếc hũ được yếm bùa hút linh hồn ma nữ vào trong không thoát ra được. Thế nào, sẵn sàng trả lời câu hỏi của ta chưa, ma nữ thông thái? Baron chưa thể đạt được mục đích của mình, lũ trộm bất ngờ xuất hiện. Chúng đánh ngất Baron, hồng vừa có trong tay mọi tài sản quý giá, vừa cướp đi cơ hội đặt câu hỏi. Cuối cùng mọi thứ cũng đã thuộc về ta rồi. Chắc chưa, ngươi vẫn chưa học được tính khiêm tốn nhỉ? Là ngươi, không đúng, ngươi không phải là ngươi. Thông minh đây. Các ngươi nghĩ ta cố tình tung tin để lừa các ngươi đến đây vì mục đích gì chứ? Dĩ nhiên là bởi vì ta mới chính là chủ nhân của lâu đài này rồi. Lại thêm một mẻ linh hồn của lũ tham vọng mới, hương vị mới thơm ngon làm sao.
Phù thủy quả đen tạo ra địa chấn khiến dao dĩa trong phòng đồng loạt bay lên, phóng về phía lũ trộm. Chúng muốn chạy trốn thì tất cả các cửa đều đóng sập vào. Không còn cách nào khác, băng đảng trộm đành phải tìm cách chống lại phù thủy. Chúng ném tất cả các vật dụng xung quanh về phía hắn ta, nhưng đồ vật chỉ bay xuyên qua, không tạo ra sát thương nào. Cơ thể phù thủy như thể chỉ là ảo ảnh. Hắn ta khua tay, tất cả lũ trộm ngất liệm đi. Ở một diễn biến khác, sau cú địa chấn vang dội, bà Rôn tỉnh lại. Thấy chiếc hũ chứa ma nữ vô tình bị lũ trộm ném đi, bà Rôn lén lút lấy lại, giải thoát cho ma nữ. Ma nữ giải thích việc cô bị phù thủy phù phép, mất hết toàn bộ ký ức, bị giam giữ luẩn quẩn trong lâu đài của phù thủy quả đen. Anh đã giải thoát cho ta nên ta muốn giúp lại. Tuy nhiên chỉ đến đây thôi, còn lại phụ thuộc vào bản lĩnh của anh. Căn phòng này đến ta cũng không thể nào vào được. Rất có thể bên trong chứa điểm yếu của phù thủy đó. Theo chỉ dẫn của ma nữ, bà Rôn vào được căn phòng bí mật. Trong đó chỉ có duy nhất một cuốn sách cổ biết nói. Ma, loài người thấp kém, sao ngươi lại dám bước chân vào đây? Nhớ lời ma nữ nói về điểm yếu của phù thủy, bà Rôn nhanh nhẹn tiến đến gần cuốn sách. Thưa phù thủy, có kẻ đột nhập. Phù thủy xuất hiện, cũng cùng lúc bà Rôn vung dao lên, ghim thật sâu vào cuốn sách lắm lời. Cuốn sách thét lên, chảy ra mực đỏ rồi cháy rụi. Đau quá, đau quá, mặt của ta, mặt của ta. Sau khi phù thủy tan biến, ba Rôn và ma nữ quay lại xem tình trạng của lũ trộm, nhưng những kẻ bị hắn ta hút hồn rồi thì không trở về được. Thôi thì cũng là do chúng tự chuốc lấy. Lý do ta giúp anh cũng vì anh khác với chúng, khác với những kẻ chỉ ngóng chờ tài sản trong tòa lâu đài này. Ta cũng không tốt đẹp đến thế đâu, nhưng quả thật ta đến đây chỉ với mục đích là tìm được tung tích của công chúa Pandora, thực hiện nhiệm vụ. Ta hiểu rồi, do lời nguyền, ta có thể đưa ra câu trả lời cho mọi vấn đề của người khác, nhưng lại không khám phá được lai lịch của chính mình. Giá mà cũng có ai đó sẵn sàng đi tìm lại nguồn gốc cho ta. Để cảm ơn bà Rôn giải thoát mình, ma nữ đồng ý cho anh hỏi một câu hỏi. Bà Rôn ngần ngừ. Vốn là một kỵ sĩ muốn chinh phục những nhiệm vụ khó, nhưng ta vẫn có rất nhiều cách để thực hiện được nhiệm vụ lần này. Ma nữ, ta quyết định dừng lại cơ hội tìm ký ức cho cô. Thật sao? Đúng vậy. Câu hỏi của ta chính là trước kia cô là ai, ở đâu, có quá khứ như thế nào? Ánh sáng bừng lên, ký ức của ma nữ ùa về, cơ thể dần dần hiện rõ, biến thành diện mạo vô cùng xinh đẹp. Ta nhớ ra rồi, ta chính là Pandora. Có lại ký ức, lời nguyện của phù thủy biến mất, ta lại có thể quay trở lại làm người bình thường rồi. Đúng lúc này, lâu đài đột nhiên rung chuyển dữ dội. Bà Rôn mạnh mẽ vội vàng bế công chúa rời đi. Tòa lâu đài ma quái sập xuống phía sau lưng họ, chấm dứt những câu chuyện tâm linh đáng sợ từ trước tới giờ. Trở lại cung điện cùng công chúa, Pandora trở thành người hùng, được đón tiếp vô cùng long trọng. Ngươi là hiệp sĩ đã cứu được Pandora con ta, thật không biết phải cảm ơn như thế nào cho đủ. Nói đi nào hiệp sĩ, tước vị, tài sản, đất đai, ngươi muốn gì nào? Thưa đức vua, ta chỉ là một kẻ thích phiêu lưu. Tìm ra công chúa, hoàn thành được nhiệm vụ chính là điều tuyệt vời nhất với ta rồi. Mặc dù còn nhiều điều tiếc nuối, nhưng cuối cùng đức vua và công chúa vẫn phải chấp nhận để ba Rôn rời đi. Sao thế anh bạn? Ngươi cũng không nỡ rời xa nàng ấy hả? Ta cũng vậy. Nhưng ngươi biết đấy, chúng ta quá khác biệt. Nàng là công chúa, ta chỉ là dân thường mà thôi. Vừa dứt lời, một bóng người cưỡi ngựa vút qua trước mặt chàng hiệp sĩ. Khác biệt gì cơ? Một người là hiệp sĩ, người kia là ma nữ bị nhốt trong lâu đài. Công chúa, sao nàng lại ở đây? Thì ra vì quá yêu thương con gái,
đức vua chấp thuận với thỉnh cầu cho phép công chúa được cùng ân nhân Bôn Ba trải nghiệm các vùng đất mới lạ. Chẳng còn cách nào để từ chối, chàng hiệp sĩ bất đắc dĩ mang theo công chúa Pandora cùng rong ruổi trên con đường chinh phục các nhiệm vụ phiêu lưu. Chàng mang theo ta là quá hời rồi. Mấy cái vũ khí trừ ma của chàng lởm chết đi được. Sao nhé, biết đâu gặp phải ma nữ nào, ta lại biến ra thành phiên bản kinh dị hơn, thế là nó sẽ phải chịu thua ta.